Buffet cũng mắc thì sao? Chị nghĩ chắc là đủ mà. Cứ thử coi sao ha. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man chiêu chiêu. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man chiêu chiêu. Tâm Anh ơi, Spider-Man tới nè. Tâm Anh ơi. Đau rồi trời. Thiệt tình. Spider-Man đi đây. Spider-Man chiêu chiêu. Spider-Man chiêu chiêu, hiện thân chính nghĩa đi. Leo tường và có người. Spider-Man chiêu chiêu. Thấy chưa? Em đã nói là mắc lắm mà. Hay thôi chị ơi, mình khỏi ăn luôn cũng được. Thật sự thì em thích ăn phở hơn là ăn buffet á. Hay mình đi ăn phở đi chị. Không được đâu, chị đã hứa với em là chị cho em ăn buffet mà. Hay là em vô ăn buffet mình đi, rồi chị ăn phở sau cũng được. Thôi làm gì chán lắm. Hay là hai chị em mình đi ăn phở luôn đi. Ê, chị có cách này nè, hai chị em mình ăn được luôn. Cách gì vậy chị? Nhưng mà từ bây giờ ai hỏi em bao nhiêu tuổi, em phải nói là mình 5 tuổi nha. Tại sao? Cũng ổn rồi đó, nhưng mà em cố gắng đi thẳng lên xíu nữa là ok. Cố lên chứ, cố lên. Ok, giỏi lắm luôn á. Dạ xin chào quý khách ạ, mình đi mấy người vậy ạ? À, cho em một vé người lớn, một vé cho em nha. Dạ sao nhìn bé lớn quá vậy, bé mấy tuổi rồi ạ? Dạ mới có 5 tuổi hả chị? 5 tuổi mình nhìn mặt bé lớn. Tại vì bé ăn nhiều quá chị, cho nên hơi mau lớn thôi, không có gì đâu. Vậy con mấy tuổi rồi con? 3 tuổi. Dạ rồi làm phiền chị ạ. Vé của mình là 250.000 nha chị. Dạ cảm ơn chị. Đây là bữa ăn buffet cuối cùng của mình ở Sài Gòn đó, em nhớ ăn nhiều nha. Đi khỏi dặn, em sẽ ăn cho bể bụng luôn. Trời. Mình ở đây lâu vậy mà vẫn còn ăn được sao? Spider-Man chúc chúc. Spider-Man chúc chúc. Chiêu 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 chiêu. Spider-Man chúc chúc. Spider-Man đã xuất hiện rồi đây. Hả? Spider-Man tới đây. Spider-Man sẽ tới đây nha. Yeah. Yeah, yeah. Spider-Man. Spider-Man. Kêu 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 kêu. Trời đất ơi. Hả? Con là con gái nha, làm chi? Trời đang mưa kìa, không thấy hả? Leo cây té bây giờ, đi vô nhà, nhanh lên. À, không sao, không sao. Con là Spider-Man mà. Spider-Man kêu 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 kêu. Làm chi? Ăn no bể bụng luôn hả chị? Chị cũng no quá trời luôn mà. Không phải 75.000 mà tới 100.000 luôn đó chị. Hay là em vô chơi đi, chị ngồi đây chị đợi em nha. Thôi em không vô đâu,
Có chị em ở đây à. Sao vậy? Mình lỡ tới đây rồi mà. Thôi, sao? Em không thích đâu. Chị ơi, trẻ em dưới 48 tháng tuổi không cần phải mua vé vào cổng luôn kìa. À. Mở cửa. Tôi đã nói là không mở rồi mà. Cô đi tìm một mình đi. Làm ơn thì cũng ngoan cố như vậy nữa. Để yên cho tôi nghỉ ngơi đi. Em công nhận luôn á. Cô sao mà cố chấp quá à. Mở cửa đi mà. Làm ơn đi về giùm tôi cái đi. Alo, cái gì vậy anh? Cái gì? Lập chi nó bị té hả? Sao? Lập chi nó bị làm sao hả? Em biết rồi. Lập chi bị làm sao? Cô ơi, lập chi nó bị té. Nó vô bệnh viện rồi cô ơi. Ôi trời ơi. Tới rồi hả? Làm em gì đâu rồi? Sao hả? Em với mẹ bình tĩnh nghe nghe em nói rồi hả? Trời ơi, bình tĩnh gì tôi nghĩ lại đó. Làm gì đâu? Dạ, xin lỗi gia đình. Bác sĩ. Bác sĩ ơi. Bị... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em à, em bình tĩnh nghe anh nói rồi đã. Em. Vết thương của ông nhà quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi gia đình. Là... Nè con, là sao? Là sao trời nhá con? Trời ơi, hai người không có chịu nghe con giải thích gì hết á. Vô khóc quá thì khóc luôn, không ai nói gì được hết á. Rồi nói đi, chuyện gì? Làm chi đi toilet rồi. Hả? Nó leo lên cây, rồi trời mưa lâm râm nó chợt chân nó té. Bác sĩ nói là nó bị say xước nhẹ thôi, không có sao hết á. Cũng may nha, nó leo mới tới nửa thân cây thôi á. Nó mà leo tới trên ngọn là xong phim luôn rồi. Trời ơi! Dạ. Vậy tại sao anh ngồi ghế ở ngay phòng cấp cứu? Thì tại anh thấy cái ghế đây trống mà là anh ngồi thôi. Trời ơi, cái thằng này thiếu gì chỗ ngồi sao lại ngồi đây chứ hả? Ủa rồi ngồi ghế trống còn bị đánh nữa. Con ngại. Con ngại nè. Mẹ đã không cho leo trèo mà có leo trèo hoài vậy hả? Thôi được rồi, nói không sao là tốt lắm rồi. Ủa mẹ, mẹ ăn mặc vậy định đi tiệc hả? Dài mẹ đâu? Thôi chết. Vội quá, mẹ quên mất tiêu rồi. Vậy mẹ mang dài của con đỡ được không?